Tiền không mua được hạnh phúc ấy là cái câu mà do người giàu nghĩ ra để người nghèo đỡ cảm thấy tủi thân, chứ còn người giàu người ta vẫn lấy tiền mua hạnh phúc bình thường các bạn ạ, thật sự luôn. Tiền không mua được hạnh phúc chẳng phải là bởi vì tiền nó không đủ sức mạnh, mà là bởi vì hạnh phúc không phải là để bán. Ủa? Ai cũng mong muốn có một cái cuộc sống đầy đủ, ai cũng mong muốn có một cuộc sống sung túc. Những cái điều ước muốn, ước nguyện là cái tâm lý thường tình của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, vật chất đủ đầy chưa hẳn là hạnh phúc, mà cái hạnh phúc, cái an lạc chính dựa trên cái yếu tố tâm hồn của mình. Thân tâm của chúng ta có cái sự an lạc, hạnh phúc thì những người thân của chúng ta sẽ có cái sự an lạc, hạnh phúc. Còn nếu chúng ta ví dụ có một cái căn nhà 5 lầu, đêm đó chúng ta không thể ngủ hết 5 lầu mà chúng ta chỉ ngủ trên một chiếc giường 2 mét vuông, nhà bình dân cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường 2 mét vuông, và nhà giàu có cũng ngủ trên chiếc giường 2 mét vuông, thì cái yếu tố hạnh phúc hay an lạc ở đây nó không dựa trên vấn đề vật chất. Thì trong nhà Phật quan niệm như thế, và cũng hướng dẫn cho Phật tử tín đồ của mình cũng có một cái nếp sống như vậy. Cho nên không phải cầu công danh đầy đủ hoặc là cầu tài cầu lộc cho sung túc thì sẽ đưa đến hạnh phúc an vui, mà cái căn bản là phải sống hiểu và thương chồng hiểu vợ, phải thương vợ, cấp trên hiểu cấp dưới, nó hài hòa tất cả những cái vai trò vị trí trong gia đình, ra đến cơ quan, đến cộng đồng xã hội. Thì nếu sống bằng cái tinh thần hiểu và thương thì sẽ đưa đến hạnh phúc an vui, chứ không phải ở trên cái vị trí quyền cao chức trọng là đã hạnh phúc an vui, hay là ở trong một cái gia đình giàu sang phú quý mới có hạnh phúc an vui. Thì cái chính là ở cái tinh thần cũng như cái tâm hồn của mỗi một con người.